Chào đại gia đình YouTube nhá. Xe đẹp Hải Dương chụp buổi chiều ngày hôm nay lại xin phép được giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe gầm cao máy thoáng, xe được sản xuất vào năm 2015 anh chị nhá. Trước mắt quý anh chị và các bạn đây là một chiếc Ford EcoSport bản Titanium sản xuất vào năm 2015 anh chị nhá. Xe được mang biển Quảng Ninh. Thì đối với cái phân khúc mà tầm tiền 400 triệu ấy thì em EcoSport này là một lựa chọn rất là tuyệt vời và hợp lý anh chị nhá. Và nói thật, nếu mà về gầm cao máy thoáng xe 5 chỗ thì em EcoSport này nó là một lựa chọn gần như là hàng đầu trong cái tầm tiền 400 triệu để quý anh chị và các bạn. Đặc biệt là anh chị nào mà thích xe gầm cao máy thoáng, nhất là các anh chị mà hay đi đường ngập nước, đúng không ạ? Một lựa chọn là không thể nào có một cái lựa chọn tuyệt vời hơn đối với một cái bản, nó gọi là bản CUV anh chị nhá. CUV là loại gầm cao loại nhỏ hơn loại SUV anh chị nhá. SUV nó là thể thao đa dụng. Tiện đây thì em chia sẻ với anh chị và các bạn một chút về cái phân loại xe gầm cao. Xe gầm cao thì có hai loại, một là SUV. SUV em ví dụ như là Santa Fe, như là Fortuner. Còn CUV là loại nhỏ hơn. CUV có thể là EcoSport, có thể là Kia Seltos, có thể là Toyota Cross. Đấy là những cái dòng xe CUV. CUV thì nhỏ hơn SUV anh chị nhá. Đấy. Còn về quay trở lại với chiếc xe này thì hôm nay em giới thiệu chi tiết đến quý anh chị và các bạn, đó là chiếc Ford EcoSport bản Titanium. Xe một thương hiệu đến từ Mỹ. Đấy. Bản Titanium anh chị nhá. Bản Titanium thì có trang bị cửa lóc rồi. Lốp dự phòng thì treo sau, nhìn rất là cá tính. Đấy. Chiếc xe này là mang biển Quảng Ninh, một chủ từ đầu. Đấy. Ford EcoSport anh chị nhá. Đấy. Gầm cao máy thoáng. Về chất lượng xe thì chiếc xe này là nguyên zin nguyên bản từ keo chỉ đến máy số anh chị nhá. Bên em cam kết về chất lượng. Đấy. Và với cái tầm tiền hơn loanh quanh khoảng 400 triệu. Đây là một lựa chọn rất là tuyệt vời. Đấy. Đặc biệt cho các gia đình nhỏ này, rất là tiện lợi này. Anh chị lái xe lần đầu cũng rất là thích luôn, bởi vì nó là gầm cao máy thoáng. Đấy. Đi gia đình rất là hợp lý, không phải lo ngập nước. Còn so với phân khúc thì như anh chị được biết thì Ford EcoSport là một dòng xe được trang bị rất là hiện đại luôn anh chị nhá. Dòng xe Ford thì cảm giác lái rất là thích thú rồi. Cái thứ hai nữa là trang bị công nghệ thì an toàn hàng đầu luôn. Em ví dụ như là trang bị 7 túi khí này, trang bị hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử này, tay lái trợ lực điện này, hộp số 6 cấp này. À, cái hộp số thì không liên quan gì đến an toàn. Em kể hơi thừa một chút. Tuy nhiên thì như anh chị biết đấy, em xin review lại. Thứ nhất là về cái hệ thống an toàn, có hệ thống chống trộm này, phanh ABS này, EBD này. EBD là cân bằng hỗ trợ EBD là trợ lực, nó gọi là gì nhỉ, em tự nhiên em lại quên tên. Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD anh chị nhá. Đấy, tức là nó phân bổ lực phanh theo tải trọng từng bánh. Cái bánh nào mà chịu tải trọng nặng hơn thì sẽ chịu nó phân bổ cái lực phanh đến cái bánh đấy nhiều hơn. Hệ thống cân bằng điện tử này, rồi là 7 túi khí này, rất là an toàn đúng không anh chị. Hệ thống báo động chống trộm này. Đấy, đấy là một số cái hệ thống an toàn được trang bị trên chiếc EcoSport này. Có thêm nữa là xe có trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc rồi anh chị nhá. Cái tính năng này là rất là tiện lợi này, đặc biệt cho anh chị nào mà lái mới này. Bởi vì em nói qua một chút về cái hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.
thì cái hỗ trợ cái hệ thống này hoạt động hoàn toàn là tự động anh chị nhá. Khi mà anh chị đỗ dừng, phải dừng phanh ở ngang dốc, khi mà bắt đầu khởi động tiếp ấy thì hệ thống sẽ tự động phanh trong vòng 3 giây, giúp cho anh chị có thời gian chuyển từ chân ga sang chân phanh mà xe của mình không bị trôi, tức là hệ thống tự động phanh trong vòng 3 giây anh chị nhá. Đấy, đặc biệt là những xe số sàn thì rất là tiện lợi luôn nếu mà được trang bị cái hệ thống này. Tuy nhiên thì trang bị trên xe số tự động thì cũng rất là tốt, đặc biệt cho những anh chị nào mà lái mới, đặc biệt là các chị nhá. Đấy là về hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đấy, còn về cái chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử và cân bằng điện tử thì chắc là anh chị cũng biết rồi. Bây giờ em sẽ đi chi tiết về giới thiệu về chiếc xe này. Thì đầu tiên là em nó được trang bị một màu sơn màu đỏ rất là phong thủy anh chị nhá. Đặc biệt là hợp cho anh chị nào mà mệnh hỏa, đi xe màu đỏ thì sẽ rất là tuyệt vời. Còn về chất sơn chiếc xe này thì còn khoảng 90% anh chị nhá, 90% sơn zin. Đấy, vành kích cỡ lốp và vành rất là lớn nha anh chị nhá. Đây, kích cỡ vành là R16, trong khi là chiều cao lốp rất là dày. Thì đặc biệt là tốt cho những chiếc xe gầm cao. Cái chiều cao của lốp dày này thì đi nó rất là êm dịu này. Đấy, vành thì rất là ít bị xước anh chị nhé. Vành gần như là nguyên zin. Thiết kế vành đa chấu thì nhìn nó khá là thể thao luôn. Một dàn lốp thì vẫn còn đẹp anh chị nhé. Một dàn lốp này còn rất là dày này. Đấy ạ. Hơi đáng tiếc một chút là phanh sau thì mới được trang bị phanh tang chống thôi, còn phanh trước là phanh đĩa anh chị nhé. Đấy, xe được trang bị hệ thống chìa khóa thông minh khởi động nút bấm này, thế nên là nó có cảm biến mở cửa ở bên ngoài. Gương chiếu hậu ngoài thì bác chủ bác ấy đã lắp thêm cái gương cầu lồi. Cái gương cầu lồi này giúp cho khi mà lùi xe thì anh chị quan sát dễ dàng hơn. Còn đối với chiếc gương chiếu hậu ngoài này thì cũng đã được tích hợp xi nhan trên gương rồi, với các chức năng gập điện và chỉnh điện anh chị nhá. Gương thì nguyên zin. Đối với bản titanium thì có trang bị cửa lock và giá lock rồi anh chị nhá. Đấy, EcoSport, xe mang biển Quảng Ninh. Mặc dù mang biển Quảng Ninh thì thôi nhưng mà gầm rất là đẹp nhá anh chị nhá. Đây em quay gầm này anh chị xem này, chưa có vết han nào đâu, bô còn rất là đẹp nhá anh chị nhá. Đấy, gầm đẹp luôn, gầm rất đẹp luôn nhá anh chị nhá. Đấy, xe trang bị camera lùi rồi này. Đấy, camera lùi và có cả cảm biến lùi anh chị nhá, cảm biến lùi này. Rất là đẹp luôn. Còn về chất lượng xe thì bên em cam kết rồi, xe kính zin, keo chỉ zin. Bước vào không gian nội thất của chiếc EcoSport này thì điều đầu tiên em cảm nhận nó là độ rộng rãi của một chiếc xe CUV, ngồi rất là thoải mái luôn. Còn thiết kế của Ford thì luôn luôn là mang cái hơi hướng thiết kế rất là trẻ trung anh chị nhé. Đấy, các chi tiết thì thiết kế của Ford EcoSport nó là thiết kế theo cái dạng trung tâm, tức là toàn bộ từ màn hình nổi này đến cái hệ thống điều khiển nằm trung tâm của xe. Đấy, xe trang bị hộp số tự động 6 cấp rồi anh chị nhá. Hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống vô lăng tay lái thì được trợ lực điện rồi. Đấy, lái rất là nhẹ nhàng anh chị nhá. Bác chủ thì bác có bọc thêm một cái ốp vô lăng rất là chất liệu, rất là xịn sò luôn. Đấy ạ. Đấy. Vô lăng kiểu này ấy, thiết kế nó không phải tròn vo hẳn. Nó như này thì cảm giác là cầm lái nó rất là thích anh chị nhá. Vô lăng thì đẹp luôn này anh chị này, có tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh và điều khiển giọng nói anh chị nhá. Logo Ford ở giữa đây. Và đặc biệt trên chiếc xe Ford EcoSport này là được trang bị tới 7 túi khí anh chị nhá. Hai túi khí cho hành khách phía trước này, túi khí đầu gối này. Đấy. Túi khí rèm này anh chị này. Túi khí rèm và túi khí bên hông nữa. Đây, túi khí bên hông đây anh chị nhá.
Đấy, ký hiệu túi khí này. Đây, túi khí này. Bên cạnh đó thì chiếc xe Ford EcoSport này nội thất là được trang trang bị cửa sổ trời này. Đấy. Một cái tính năng rất là hữu ích, đặc biệt là cho gia đình có cháu nhỏ anh chị nhá. Và lái xe trong một cái buổi chiều mà đẹp trời như này, mở cửa rồi sổ trời lên thì cảm nhận rất là khoan khoái luôn. Và các cháu nhỏ rất là thích luôn anh chị nhá. Còn về nội thất là chất liệu ghế là chất liệu bọc da này. Chất liệu bọc da nguyên bản anh chị nhá. Và thiết kế ghế của dòng xe Ford EcoSport này là thiết kế kiểu dạng ôm lưng này. Ngồi rất là thích luôn, và đặc biệt là trong quá trình tăng tốc anh chị ạ. Đấy, xe trang bị chìa khóa thông minh khởi động nút bấm này. Màn hình nổi rồi anh chị nhá. DVD. Và trang bị camera lùi rồi nhá anh chị nhá. Thì đối với chiếc camera lùi được trang bị trên chiếc Ford EcoSport này thì nó có tính năng là gì ạ? Nó sẽ tự động điều chỉnh cái hướng khi lùi, khi mà mình đánh lái anh chị nhá. Đây em với ví dụ để anh chị biết này. Đấy, khi mà em đánh lái này. Đấy, cái góc camera nó sẽ điều chỉnh theo cái hướng mình lùi. Đấy, rất là tiện lợi, đặc biệt là cho các chị lái xe đấy. Rất dễ dàng quan sát đúng không ạ? Đấy, rất là hay đúng không ạ? Hộp số tự động 6 cấp. Vận hành rất là mượt mà luôn. Đấy, 6 cấp thì khi mà anh chị vận hành nó không bị giật nhá. Còn hộp số 4 cấp thì nó khá là giật luôn. Hệ thống điều hòa trang bị là trên chiếc xe Ford EcoSport này là hệ thống điều hòa tự động rồi anh chị nhá. Đấy, tự động rồi nhá. Đấy. Tiếng gió hơi ấy một chút nên em tắt đi. Đây. Còn về trên chiếc xe này thì anh chị thấy không ạ? Cái táp đi cửa rất là mới và đẹp anh chị nhá. Còn gần như là nguyên zin luôn. Đấy. Tất cả các chi tiết trên cái táp ni này rất là sạch đẹp luôn ạ. Không có vết xước. Đấy, táp lô cũng vậy. Đúng chuẩn là xe gia đình nha anh chị nhá. Thực ra với cái dòng EcoSport này thì không có xe dịch vụ dịch riết gì đâu. Chỉ có xe gia đình thôi. Thế nên là khi mà anh chị mua xe chỉ cần quan tâm là xe không bị đâm đụng va chạm thì rất là tuyệt vời rồi. Giống như chiếc xe này bác chủ bác đi rất là giữ gìn luôn ạ. Trần nỉ cực kỳ sạch đẹp luôn. Không có vết bẩn nào đâu ạ. Đấy. Sạch đẹp luôn, cửa sổ trời này. Đấy. Ngồi rất là rộng rãi anh chị nhá. Bác chủ thì bác rất là cẩn thận này. Ốp chống xước bậc lên xuống này. Đấy, trải sàn là có tấm trải sàn 3D này. Trong khi đó là vẫn giữ nguyên cái tấm trải sàn nỉ của Ford này. Đấy. Cần chân phanh sử dụng ít nên là nó ít mòn này anh chị này. Đấy. Táp ni cửa bên này cũng vậy này, nguyên zin hết ạ. Táp ni cửa nguyên zin anh chị nhé. Còn về keo chỉ chiếc xe này là zin 100%. Ổ khóa là chưa có vết mở này. Đấy. Tất cả những cái phần hèm phía dưới của cái mép dưới của cánh cửa nó không có vết han này. Đấy, ốc bản lề là chưa có vết vặn này. Anh chị thấy không ạ? Ốc bản lề chưa hề có vết vặn nha anh chị nhé. Đấy, zin đét luôn ạ. Rồi. Cửa đóng chắc nịch luôn anh chị ạ. Đây là hàng ghế sau này. Hàng ghế sau thì có thể gấp phẳng được như chiếc ghế em gấp ở bên kia. Đúng không ạ? Còn đây là ghế sau là chất liệu da này. Và gần như ghế sau là không có người ngồi. Thế nên là mặt ghế là căng đét như này luôn anh chị ạ. Đấy, kể cả cái lưng ghế này. Đấy. Thì khi nào mà anh chị chở đồ thì anh chị có thể gập ghế kiểu kia vào. Thì có thể chở được thêm rất là nhiều đồ anh chị nhá. Táp ni cửa là sạch đẹp này. Đấy. Sạch đẹp luôn ạ. Chưa có vết xước vết riết gì đâu anh chị nhá. Đấy. Sau xe rất là sạch đẹp này. Đấy anh chị thấy không ạ? Cái sàn xe rất là sạch luôn. Đấy, còn 3D này, tấm sàn nỉ này, đầy đủ hết. Đấy, rất sạch luôn ạ. Cái tấm nỉ mà nhìn nó còn sạch như này cơ mà anh chị. Đấy, cái ghế sau em bảo rồi gần như là không có người ngồi, thế nên là cái tấm nỉ đằng sau này nhìn nó sạch này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Táp ni cửa đẹp luôn nhá anh chị nhá. Một chiếc xe là nguyên zin luôn ạ. Đấy. Táp ni cửa này. Ổ khóa này. Còn keo chỉ thì bên em cam kết rồi, zin 100% luôn. Không mất phân keo chỉ nào. Đấy, các đường máng nước này. Anh chị
chị Thêu ạ. Rất đẹp nhé, sơn xi từ đường máng nước này bên ngoài này gần như giống nhau luôn ạ. Đấy. Thì đối với cái bản EcoSport này thì lốp dự phòng của nó là treo sau anh chị nhé. Treo sau như này thì nó tiện dụng, và cái thứ hai nữa là nhìn tổng thể cái đằng sau xe nhìn nó rất là khỏe khoắn luôn. Nó mang phong cách của một chiếc xe CUV, tức là thể thao đa dụng đấy ạ. Đấy, đây, cốp sau có mở điện anh chị nhé. Cốp sau mở điện này, nút chạm này. Anh chị là mở ngang ra như này. Mở ngang ra như này thì nó rất là tiện dụng cho anh chị mở, bởi vì là nó có thêm cả trợ lực thủy lực ở đây, rất là tiện lợi đúng không ạ. Đây là cái khoang cốp sau của xe, rất là rộng rãi đúng không ạ. Và bác chủ bác ấy trang bị cả một cái bộ thảm trải sàn 3D này, rất là tiện dụng đúng không ạ. Đấy, rất sạch nha anh chị nhá. Rất sạch luôn, kể cả cái nền nỉ ở dưới này. Đấy, một người chủ sử dụng xe rất là cẩn thận. Còn về phía sau xe thì là nguyên zin anh chị nhá, từ ổ khóa này. Đấy, chưa có một vết gì gọi là của cái việc đâm đụng va chạm gì anh chị nhá. Đấy, đây ốc cốp sau này. Đấy, ốc cốp sau này zin hết đây anh chị ạ. Zin hết luôn ạ. Đấy. Đấy, tạo ra một cái khoang chở đồ rất là rộng rãi đúng không ạ. Và cái việc mở cửa ngang như này nó rất là tiện lợi, đặc biệt cho các chị nhá. Đấy, đóng mở rất là tiện lợi luôn. Không giống như Fortuner hay là một số dòng là khi mà mở lên ấy, đặc biệt các chị mà hơi thấp một chút ấy thì sẽ phải nhoái lên rất cao để kéo cái cốp xuống. Kéo cái cốp xuống nó rất là vất vả luôn. Đấy, đây là bên phụ, đây cụm đèn là nguyên zin anh chị nhé, cụm đèn nguyên zin luôn. Còn cụm đèn trước thì được bác chủ bác độ nguồn nét rồi, nguồn sáng nét rồi. Đó, ổ khóa này, bên cửa bên phụ này nguyên zin, chỉ thì không mất phân nào. Đấy, táp ni thì đẹp luôn. Đấy, đây ghế này. Đấy, đúng không? Mặt ghế rất là đẹp nhá, vì đằng sau là gần như là không có người ngồi. Đấy, sạch đẹp từ cái tấm trải sàn nỉ kìa. Đấy, da đẹp luôn, căng nét ạ. Cửa đóng chắc nịch luôn anh chị nhé, cái dòng này cửa đóng rất là chắc luôn. Đây, tắp ly cửa này, ốp bậc lên xuống này. Đấy, ghế thì vẫn là chỉnh cơ thôi anh chị ạ, chưa có chỉnh điện đâu. Đấy, đây, biệt là những cái ốc bản lề này chưa có một vết vặn gì đâu anh chị nhá. Đấy, chưa có một vết vặn nào luôn. Đấy, một chiếc Ford EcoSport với cái tầm tiền 400 triệu quá là hợp lý đúng không ạ. Còn về máy số và khoang động cơ, đây em sẽ xe trang bị giá để đồ, giá lóc này, rất là tiện lợi cho đặc biệt là gia đình anh chị nào mà đi du lịch, đi picnic anh chị nhá, rất là tiện lợi luôn. Còn về máy số chiếc xe này thì kể cả khoang động cơ và máy số đến ốc cabo là zin hết. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho anh chị. Đấy, anh chị nhìn tổng thể xe này rất là cao ráo đúng không ạ. Ford EcoSport thì được trang bị động cơ EcoBoost dung tích 1.5 lít anh chị nhé, rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Kết hợp mê hộp số 6 cấp thì vận hành mượt mà. Và trên chiếc xe này thì về khoang động cơ cũng là zin, zin từ những cái con ốc đằng trước này đến tai đèn này anh chị này, những cái cá nhựa này chưa có một vết hàn nào luôn anh chị nhé. Đấy, đến ốc tai này, ốc tai, ốc, và đặc biệt là ốc cabo này anh chị này, ốc cabo là zin hết nhé, ốc cabo zin hết, chưa có một vết mở gì đâu ạ. Đấy,
Động cơ EcoSport thì vận hành rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu anh chị nhé. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc EcoSport này rơi vào khoảng 7 lít chạy thực tế đấy anh chị ạ. Đấy, tai bên này này cũng là zin hết anh chị nhé. Đấy, zin hết luôn ạ. Và ốc cabo này, đấy, ốc cabo cũng zin nhé, chưa có vết vặn nào luôn. Đấy, một chiếc EcoSport được sản xuất vào năm 2015 bản Titanium. Một chiếc xe gầm cao máy thoáng, hiện tại bên em đang chào bán với giá là 398 triệu anh chị nhé. 398 triệu, một lựa chọn rất là tuyệt vời cho một chiếc xe gầm cao máy thoáng, đặc biệt là trong cái thời buổi mà đi xe hay bị ngập nước như này, thì anh chị có thể đỡ mối lo phần nào khi mà sử dụng chiếc xe gầm cao máy thoáng này. Và với cái tầm giá 400 triệu quá là hợp lý đúng không ạ? Một thương hiệu đến từ Mỹ với lại trang bị hệ thống, các hệ thống an toàn ngập tràn trên xe luôn. Đấy, vậy thì anh chị nào mà đang tìm kiếm một chiếc xe như này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại hotline là 0975 695 559 anh chị nhé. Để mà xem xe và lái xe trải nghiệm, lái thử xe trải nghiệm thực tế thì em mời anh chị qua địa chỉ bên em là tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương anh chị nhá. Đấy, xe thì bên em cam kết là zin 100% luôn, từ keo chỉ đến máy số, cam kết về chất lượng anh chị nhá. Bên em có hỗ trợ rút hồ sơ cho anh chị. Đấy, thế nên là anh chị hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng và an ninh của xe anh chị nhá. Em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.